Trong bộ của bác Thử Tín là đôi loa Vedup 12 cộng phiên bản limited nha anh em nhé, sử dụng chép Selection và bass của AD rất là chất lượng đó, ba tem rất là chất lượng luôn, bass cực kỳ gấu, dòng này bass đánh cực khỏe luôn các bạn, phần tần to như quyển sách luôn. Và con này là hàng chính hãng do AV Việt Nam phân phối và Đại Thanh là đại lý cung cấp sản phẩm CF Vedup 12 cộng này các bạn nhé, một sản phẩm rất là chất lượng đó, được bảo hành 1 năm chính hãng. Trong bộ karaoke rất là chất lượng mà bác khách Thường Tín có lên thì bác có sử dụng một bộ mic công nghệ rất là cao cấp, đó là bộ mic Vova. Cái bộ mic Vova này là bộ mic có công nghệ electronic turbo, công nghệ bóng đèn lần đầu tiên được áp dụng trên những bộ mic không dây chuyên nghiệp. Và thực sự luôn cái cảm giác hát cái bộ mic này nó có một sự khác biệt rất là lớn anh em ạ. Vâng, sự khác biệt cực kỳ lớn luôn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, vừa rồi thì em Thanh đã có những cái clip về bộ karaoke rất chất lượng của bác khách Thường Tín. Mọi chi tiết anh em hãy liên hệ chủ động với em Thanh vào số 0376307374 nhé. Vâng, em Thanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.